thì đã bị thực dân Pháp bắt và bị kết án là 4 năm tù, bị đầy ra giam giữ tại nhà tù Côn Đảo. Và 4 năm bị giam tại nhà tù Côn Đảo thì đồng chí Tô Hiệu bị nhốt xuống hầm xay lúa cùng với đồng chí Tôn Đức Thắng. Khi đó đồng chí đã bị nhiễm bệnh lao phổi. Và sau 4 năm khi mãn hạn tù quay trở về quê hương thì đồng chí Tô Hiệu vẫn hoạt động trên khắp các tỉnh thành như là tỉnh Hưng Yên, Hải Phòng và Hà Nội. Vâng, và đến năm 1939, đồng chí Tô Hiệu khi đang giữ chức vụ là bí thư thành ủy Hải Phòng thì đã bị thực dân Pháp bắt lần thứ hai, và khi đó thực dân Pháp kết án đồng chí Tô Hiệu là 5 năm tù và đẩy lên giam giữ tại nhà tù Sơn La. Vâng, và khi đồng chí Tô Hiệu bị giam ở nhà tù Sơn La này thì thực dân Pháp cho rằng đồng chí Tô Hiệu là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm, và chúng đã viện cớ rằng đồng chí bị mắc bệnh lao phổi, giam cách ly ở trong phòng giam này với diện tích chưa đầy 4 mét vuông. Và bị giam ở trong phòng giam, đồng chí Tô Hiệu bị cách ly như vậy, nhưng mà anh em tù nhân vẫn rất là tín nhiệm đồng chí Tô Hiệu và đã bí mật truyền những mẩu giấy nhỏ đem vào cho đồng chí Tô Hiệu để đồng chí có thể viết tài liệu hướng dẫn các tù nhân ở đây học tập, học binh vận, học dân vận, học cách thức đấu tranh với thực dân Pháp. Anh em tù nhân còn tổ chức học tập theo tinh thần Tô Hiệu và cũng đã bầu đồng chí Tô Hiệu là bí thư chi bộ nhà tù Sơn La. Nhưng cũng rất tiếc đồng chí do bị mắc bệnh lao phổi nên chỉ giữ chức bí thư chi bộ từ tháng 5 năm 1940 đến tháng 10 năm 1941. Tuy nhiên thì đồng chí vẫn luôn là cố vấn tin cậy, là trưởng ban huấn luyện đào tạo tù chính trị ở đây ạ. Vâng, và đồng chí Tô Hiệu cũng do bị mắc bệnh lao phổi nên đã hy sinh tại nhà ngục Sơn La vào năm 1944. Khi đó đồng chí Tô Hiệu 32 tuổi và hy sinh tại một phòng giam khác ở phía bên trong ạ.